Ăn tỏi ngâm mật ong trong 7 ngày nhận ngay lợi ích tuyệt vời. Tỏi kết hợp với mật ong sẽ trở thành bài thuốc tuyệt vời giúp tăng cường hệ miễn dịch trong mùa đông. Tỏi được đánh giá cao với lượng chất chống oxy hóa và khả năng chống viêm kháng khuẩn. Tiêu thụ tỏi đều đạn giúp loại bỏ độc tố. Bên cạnh đó, tỏi còn được xem như một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Tương tự như tỏi, mật ong giúp cơ thể chống lại những loại vi khuẩn gây hại, tăng cường khả năng miễn dịch. Cách làm: Nghiền nát vài tép tỏi, sau đó thêm một chút mật ong vào khuấy đều. Mỗi sáng bạn nên ăn một tép, ăn sau khi thức giấc và thời điểm tốt nhất. Duy trì thói quen này trong 7 ngày, bạn sẽ thấy lợi ích kỳ diệu. Lợi ích của tỏi kết hợp mật ong: kiểm soát cholesterol. Mật ong giàu vitamin và khoáng chất, tiêu thụ mật ong đều đặn sẽ giúp kiểm soát lượng cholesterol xấu trong cơ thể hỗ trợ giảm cân. Với thành phần dinh dưỡng phong phú, mật ong tham gia quá trình đốt cháy chất béo và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ổn định huyết áp, trong tỏi chứa chất chống oxy hóa là alisin giúp thư giãn mạch máu, ổn định huyết áp. Giảm đau họng đây là hỗn hợp giảm đau tuyệt vời, cả hai đều chứa chất chống viêm, bạn chỉ cần tiêu thụ mỗi ngày sẽ giảm nhanh chóng các triệu chứng đau họng. Hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nếu bạn bị tiêu chảy hay đầy bụng khó tiêu thì đây cũng được xem là bài thuốc hiệu quả làm giảm nhanh các triệu chứng, trị cảm lạnh, mật ong với chất chống oxy hóa tuyệt vời và đặc tính kháng khuẩn tự nhiên sẽ giúp ngăn ngừa và chống lại vấn đề nhiễm trùng. Ngăn ngừa nấm, cả hai nguyên liệu này đều được đánh giá cao trong việc chống nấm và vi khuẩn, thanh lọc cơ thể hỗn hợp mật ong và tỏi là chất khử độc tốt nhất cho cơ thể giúp giảm mệt mỏi căng thẳng loại bỏ độc tố và làm sạch hệ thống